Các em học sinh tới dự chương trình kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Trọng kính mời các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh chuẩn bị thực hiện nghi lễ chào cờ. Treo cờ, treo. Đội ca. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Sẵn sàng. Xin trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, khách quý, đội nghi lễ về vị trí. Lúc sinh thời, Bác Hồ luôn dành cho thiếu niên, nhi đồng những tình cảm thân thương nhất.
ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Niềm vui của tuổi thơ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người. Đã hơn 50 năm Bác Hồ đi xa, ngần ấy thời gian cả dân tộc hướng về người với lòng nhớ ơn vô hạn. Thiếu niên nhi đồng thủ đô mãi nhớ về Bác Hồ, nhớ lời Bác dạy: non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Đất nước Việt Nam, thủ đô anh hùng, đã trải qua những giai đoạn lịch sử dựng nước, giữ nước vô cùng vẻ vang và oanh liệt. Xuyên suốt hàng ngàn năm lịch sử ấy, những mốc son chói lọi đã ghi lại những chiến công lẫy lừng và sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Phút mặc niệm kính cẩn nghiêng mình trước những thế hệ cha anh, những linh hồn đời đời bất diệt. Hôm nay, đại diện cho lớp lớp thế hệ đội viên thủ đô, chúng cháu thành kính dâng lên người những bông hoa tươi thắm nhất. Chúng cháu xin hứa với Bác sẽ cố gắng rèn đức, luyện tài để trở thành con ngoan, trò giỏi, những cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Vinh dự đội mang tên đẹp nhất, Hồ Chí Minh dạng nét trên cờ. Tự hào thay lớp tuổi thơ, đời đời theo bước Bác Hồ vinh quang. Đi, ta đi lên, vì Tổ quốc sẵn sàng. Lúc sinh thời, sau đây xin mời quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng thưởng thức chương trình văn nghệ với chủ đề Hành Khúc Đội do các em thiếu nhi đội nghệ thuật Măng Non Cung Thiếu Nhi Hà Nội biểu diễn. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng đón xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con trăng đẹp là chị Hằng tươi xinh. Cây cho trái và cho hoa, sông cho tôm và cho cá, đồng ruộng cho bông lúa, chim vàng lời reo ca. Anh bộ đội đến nhà cho em lòng dũng cảm, cô giáo cho bài giảng yêu xóm làng thiết tha. Cùng em vượt đường xa xôi là chiếc khăn quàng thắm tươi, cho em tất cả người mang cho em cuộc đời mới. Trăng đẹp là chị Hằng tươi xinh, cây cho trái và cho hoa, sông cho tôm và cho cá, đồng ruộng cho bông lúa, chim vàng lời reo ca. Anh bộ đội đến nhà cho em lòng dũng cảm, cô giáo cho bài giảng yêu xóm làng thiết tha. Cùng em vượt đường xa xôi là chiếc khăn quàng thắm tươi, cho em tất cả người mang cho em cuộc đời mới tươi sáng đầy ước mơ. Người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh. Người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh. Tiếng kèn vang vang rộn ràng theo niên nhi đồng.
được trân trọng cảm ơn chương trình văn nghệ hết sức đặc sắc do các em thiếu nhi đội nghệ thuật Măng Non cùng thiếu nhi Hà Nội biểu diễn đã mở đầu chương trình kỷ niệm 79 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, các em học sinh thân mến, trong không khí phấn khởi của thiếu nhi thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, 79 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2020. Hôm nay, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Hà Nội long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chương trình đang được phát trực tiếp trên fanpage của Thành đoàn Hà Nội. Đến dự chương trình hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Về đại biểu Trung ương đoàn, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban công tác thiếu nhi Trung ương đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương. Về đại biểu thành phố, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban dân vận Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Lê Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, nguyên Phó Bí thư tỉnh đoàn Hà Tây, nguyên Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Hà Tây. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Minh Tâm, trưởng phòng đoàn thể và các hội quần chúng Ban dân vận Thành ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Kiều Cao Trinh, Phó trưởng phòng chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Về đại biểu Thành đoàn Hà Nội, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội. Đồng chí Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Về đại biểu thường trực Hội đồng đội thành phố qua các thời kỳ, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Ninh, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng đội thành phố. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Xuân Lan, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng đội thành phố. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Dương Tự Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Hà Nội. Đồng chí Đặng Trần Mùi, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Hà Nội. Đến dự chương trình ngày hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện Trung ương đoàn, Hội đồng đội Trung ương, đại diện lãnh đạo các phòng ban của Thành đoàn, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể, thường trực Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội đồng đội thành phố, các đồng chí nguyên thường trực Hội đồng đội thành phố qua các thời kỳ, lãnh đạo các phòng ban của Thành đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, ban giám khảo cuộc thi Hà Nội trong em, đại diện các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành cùng chương trình, giáo viên làm tổng phụ trách đội và các em thiếu nhi thủ đô đã cùng tham dự chương trình ngày hôm nay. Đến dự và đưa tin cho chương trình còn có các đồng chí là phóng viên, biên tập viên, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí truyền hình của Trung ương và Hà Nội. Một lần nữa, xin cảm ơn và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện có mặt của các quý vị đại biểu khách quý đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy cô giáo và các học sinh thân mến, tự hào với truyền thống 79 năm
xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Các thế hệ phụ trách đội và thiếu niên thủ đô đã không ngừng sáng tạo, tổ chức và tham gia nhiều phong trào thi đua thiết thực do tổ chức đội khởi xướng và phát động. Từ những phong trào ấy đã xuất hiện biết bao tấm gương anh chị phụ trách cùng các đội viên nhi đồng tiêu biểu của thủ đô. Để minh chứng rõ hơn những kết quả phụ trách đội và thiếu nhi thủ đô đã đạt được trong những năm qua, xin kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng đón xem phóng sự 79 mùa hoa, đội ta cùng đất nước. Ngày 15 tháng 5 năm 1941, đội Nhi đồng cứu quốc. Tháng 3 năm 1951, đội Thiếu niên tháng 8. Tháng 11 năm 1956, đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam. Ngày 30 tháng 1 năm 1970, đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 79 mùa hoa lớn lên cùng đất nước. Vinh dự và tự hào được Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, dìu dắt, rèn luyện. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã ghi dấu chặng đường phát triển và trưởng thành của tổ chức đội và lớp lớp thế hệ đội viên. Từ ngày đầu thành lập đến nay, theo lý tưởng cách mạng của Đảng, Bác Hồ kính yêu và được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách, đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trải qua các giai đoạn cách mạng ngày càng lớn mạnh và trưởng thành. 79 mùa hoa lớn lên cùng đất nước, đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã hun đúc nên những truyền thống vô giá trong thiếu nhi Việt Nam, đó là lòng yêu nước nồng nàn, sự mưu trí dũng cảm, bất khuất kiên cường trong đấu tranh cách mạng, trí thông minh ham hiểu biết và giàu sáng tạo trong học tập, cần cù chịu khó trong lao động sản xuất, hoạt động xã hội và rèn luyện bản thân, thật thà, khiêm tốn, biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lớp lớp thiếu nhi Việt Nam, thiếu nhi thủ đô với tinh thần tuổi nhỏ, chí lớn đã góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhiều đội viên thiếu niên tiền phong đã trở thành những anh hùng nhỏ tuổi, sẵn sàng hy sinh thân mình vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Hòa bình lập lại, thiếu nhi thủ đô cùng thiếu nhi cả nước tích cực tham gia công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội với rất nhiều phong trào sáng tạo có sức lan tỏa rộng và hiệu quả thiết thực như phong trào Trần Quốc Toản, phong trào Kế hoạch nhỏ, phong trào Nghìn việc tốt, phong trào Thiếu nhi thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Hội đồng đội Trung ương, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn, sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên của các ban ngành đoàn thể thành phố, sự hưởng ứng tích cực của Đoàn Thanh niên, Hội đồng đội các cấp, sự ủng hộ của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô, ban giám hiệu các trường và sự tham gia sôi nổi của hơn 1 triệu đội viên nhi đồng, công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu về nội dung và đa dạng phong phú về hình thức. Phong trào thiếu nhi thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy tiếp tục được triển khai sâu rộng thông qua việc tạo môi trường cho thiếu nhi thủ đô rèn luyện đạo đức, lối sống, thi đua học tập, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng. Công tác giáo dục bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng cho đội viên thiếu nhi được quan tâm đặc biệt. Hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của thủ đô và đất nước diễn ra sôi nổi với hình thức đa dạng, phong phú. Công tác tuyên truyền phổ biến hướng dẫn luật thực hiện quyền và bổn phận trẻ em theo luật trẻ em 2016, tuyên truyền về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em được triển khai bài bản hiệu quả, tạo môi trường lành mạnh an toàn để thiếu nhi phát triển một cách toàn diện. Các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, các chương trình ngoại khóa, hoạt động bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho thiếu nhi được các liên đội, hội đồng đội quận, huyện, thị xã tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sôi nổi, rộng khắp, thu hút được đông đảo thiếu nhi tham gia như chương trình sân chơi cuối tuần, hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo hay liên hoan hát tiếng Anh. Công tác chăm sóc hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm với nhiều hình thức cụ thể. Hàng năm, Đoàn Thanh niên, Hội đồng đội thành phố tổ chức đoàn đi thăm tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Tết Trung thu và tổ chức các chương trình thăm tặng quà thiếu nhi, liên đội khó khăn trên địa bàn thành phố, tại các tỉnh vùng sâu vùng xa như Hà Giang, Lào Cai,
Điện Biên, mang đến cho thiếu nhi và gia đình các em những phần quà cả về vật chất và tinh thần hết sức ý nghĩa, thiết thực. Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và phụ trách thiếu nhi các cấp được đầu tư bài bản thông qua các khóa tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho phụ trách sao, cán bộ đội, chỉ huy đội. Công tác phát triển đội viên thường xuyên được quan tâm, tổ chức lễ kết nạp đội viên mới tại các địa chỉ đỏ, ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội tại các liên đội và hội đồng đội các cấp. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn với những sự kiện quan trọng của thủ đô và đất nước. Đặc biệt, năm 2020 là năm kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thông qua lễ kỷ niệm các ngày trọng đại của thủ đô, đất nước, thiếu nhi được trang bị những kiến thức về lịch sử Thăng Long Hà Nội, về truyền thống của dân tộc, về lòng tự hào về một thủ đô của hòa bình. Tuy nhiên, trong tình hình mới, khi cả nước đang chung sức đồng lòng chống lại dịch bệnh COVID-19, thiếu nhi thủ đô dưới sự định hướng của Hội đồng đội thành phố đã thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, với nhiều hoạt động phù hợp, ý nghĩa, thiết thực và đầy nhân văn. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ phụ trách đội, đội viên, để mỗi đội viên là một chiến sĩ, mỗi tổ chức đội là một pháo đài chống dịch COVID-19. Nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh xuất hiện như hình ảnh em học sinh lớp 3 trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm dành toàn bộ số tiền mừng tuổi của mình để ủng hộ mua khẩu trang, xịt khuẩn gửi đến những người dân, viết thư gửi Thủ tướng Chính phủ động viên, chia sẻ nỗi vất vả của các bác lãnh đạo nhà nước, hay những chiếc bánh được các em học sinh quận Cầu Giấy tự tay làm bán để góp tiền mua khẩu trang tặng các nhân viên y tế. Hàng trăm nghìn tấm chắn giọt bắn được các em thiếu nhi tại các liên đội cùng gia đình ngày đêm sản xuất gửi tới những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Hay hình ảnh người thầy giáo tổng phụ trách đội chở loa thùng đi khắp các khu phố để tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã trở thành những hình ảnh quen thuộc trong suốt 3 tháng qua, tạo được hiệu ứng lan tỏa tình yêu thương đùm bọc chung sức đồng lòng của mỗi người dân thủ đô. Bản thân tôi muốn truyền tải tới cộng đồng cũng như là tất cả mọi người một cái thông điệp, đó là hiện nay nhà nước, tất cả các lực lượng xã hội cũng như là đội ngũ y bác sĩ, quân đội đã rất cố gắng trong công tác phòng chống dịch rồi. Vậy chúng ta, những người dân, chúng ta hãy có ý thức nhiều hơn để làm sao chúng ta có một cộng đồng an toàn nhất đối phó và chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Khi mà dịch COVID bùng phát thì con nghĩ rằng là rất nhiều người mà ở trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn mà không có đủ tiền mua khẩu trang thì không biết là người ta sẽ xoay sở ra sao khi dịch Covid càng ngày càng bùng phát rộng hơn, lớn hơn. Con đã có suy nghĩ rằng là sẽ quyên góp 3 triệu đồng số tiền mừng tuổi đợt Tết vừa qua của con để góp cho thành đoàn để cùng phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Không chỉ dừng lại ở những việc làm cụ thể, với mong muốn các em thiếu nhi có những ngày nghỉ ở nhà phòng chống COVID-19 thật ý nghĩa, đồng thời giúp các em hiểu sâu sắc hơn về nếp sống văn hóa của người Hà Nội, kế thừa phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của một dân tộc bất khuất, kiên cường, đoàn kết một lòng, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích. Các hoạt động của Hội đồng đội thành phố Hà Nội được triển khai sáng tạo hiệu quả, như các cuộc thi trực tuyến được tham gia với hơn 30.000 bài dự thi, vẽ tranh, thuyết trình, viết cảm nghĩ của mình về những danh lam thắng cảnh, con người Hà Nội trong cuộc thi Hà Nội trong em, hay hàng trăm nghìn lượt like, share cho 30 clip xuất sắc nhất thể hiện những thông điệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ca ngợi tinh thần đoàn kết của mỗi người dân thủ đô, đất nước và những việc bản thân cùng gia đình đã thực hiện để chung tay phòng chống dịch COVID-19, được Hội đồng đội các quận huyện thị xã lựa chọn đăng tải tuyên truyền trên website, fanpage của các đơn vị và gửi tham dự cuộc thi Chiến sĩ nhí thủ đô phòng chống dịch COVID-19. Hàng chục nghìn bài dự thi vẽ tranh tham gia cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ thể hiện tình yêu, lòng biết ơn vô hạn của lớp lớp thiếu nhi thủ đô với Bác kính yêu. Bên cạnh đó, các cuộc thi của Hội đồng đội Trung ương tổ chức được Hội đồng đội thành phố Hà Nội triển khai sâu rộng trong khắp các liên đội với những con số tham gia ấn tượng. Cuộc thi Nét chữ từ trái tim thu được gần 4.000 bài dự thi viết chữ đẹp.
hơn 3.000 bài dự thi trong ngày hội sắc màu. Với vị trí vai trò quan trọng và những đóng góp lớn của thiếu nhi thủ đô trong công tác đội và phong trào thiếu nhi cả nước, tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen dân thành phố Hà Nội, bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn cho đơn vị dẫn đầu công tác đội và phong trào thiếu nhi các năm từ 2011 đến 2019. Mừng 79 mùa hoa, đội ta lớn lên cùng đất nước. Chúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Chúc hội đồng đội thành phố Hà Nội ngày càng vững mạnh và phát triển. Và các em học sinh thân mến, trong những năm qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên nhiều mặt công tác. Nói đến những thành công đó, phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí nguyên thường trực hội đồng đội thành phố qua các thời kỳ. Và trong ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí nguyên là chủ tịch và phó chủ tịch thường trực hội đồng đội thành phố qua các thời kỳ lên sân khấu đón nhận những bó hoa tươi thắm và tình cảm của thanh thiếu nhi thủ đô, tri ân tới các đồng chí đã có những cống hiến, đóng góp cho công tác đội và phong trào thiếu nhi trong những năm qua.
trân trọng kính mời các đồng chí. Đồng chí Đỗ Ninh, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng đội thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Lan, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng đội thành phố. Đồng chí Lê Ngọc Thắng, nguyên Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố, nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Hà Tây, nguyên Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Hà Tây. Đồng chí Dương Tử Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố. Đồng chí Đặng Trần Mùi, đồng chí Đào Minh Đức, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố. Và sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đồng chí Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn, lên tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội qua các thời kỳ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Quý vị, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội có lẵng hoa tươi thắm gửi đến Hội đồng đội thành phố như một lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí làm công tác đội, giáo viên làm tổng phụ trách đội và các em thiếu nhi thủ đô. Và sau đây, xin mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội. Đồng chí Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội lên tặng hoa cho Thường trực Hội đồng đội thành phố. Và xin trân trọng kính mời các đồng chí Thường trực Hội đồng đội thành phố lên đón nhận những tình cảm của Thành đoàn Hà Nội. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí và các em học sinh thân mến, trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng luôn được đặt lên hàng đầu. Hội đồng đội thành phố đã có rất nhiều những chương trình hoạt động ý nghĩa dành cho các em. Song vẫn còn đâu đó nhiều hoàn cảnh, nhiều số phận cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng, như là những em học sinh trong những câu chuyện mà ban tổ chức muốn kể sau đây. Và trong những lúc khó khăn, khổ đau đến tột cùng, thì tình yêu và sự sẻ chia của cộng đồng sẽ mang lại ánh sáng và niềm tin, hy vọng. Cầu vồng thật đẹp, nhưng lại chỉ xuất hiện sau cơn mưa rào. Cuộc sống cũng vậy, không phải lúc nào cũng rực rỡ đủ sắc. Đâu đó vẫn có những búp măng non thiếu đi sự may mắn, thiếu đi một vài sắc cầu vồng. Từ Ánh Hồng là một học sinh đặc biệt của trường trung học cơ sở Hà Hồi, huyện Thường Tín. Hồng là chị cả của hai em nhỏ, bố mẹ đều làm nghề nông. Với thu nhập ít ỏi, cuộc sống vốn dĩ có nhiều vất vả, lại càng khó khăn chồng chất khi đầu tháng 2 năm 2019. Một tai nạn thương tâm xảy ra đã khiến cho cả hai chị em bị bỏng nặng, em gái bị nhẹ hơn, nhưng Ánh Hồng thì không được may mắn như vậy. Tất cả gia đình và bạn bè đều đã nghĩ em sẽ không thể vượt qua nổi, ước mơ được đi học của em tưởng chừng phải bỏ ngỏ. Thế nhưng, phép mầu nhiệm đã đến với em. Ước mơ của em là trở thành học sinh của trường trung học phổ thông Thường Tín. Nhưng rồi một tai nạn đã xảy đến với em, khiến em tưởng rằng ước mơ của mình sẽ phải bỏ dở. Nhưng mỗi lần nghĩ đến sự chăm sóc của bố mẹ, nghĩ đến các em và nhờ sự động viên của thầy cô, bạn bè,
đã tiếp thêm động lực cho em để vượt qua những khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng và hoàn thiện ước mơ của mình. Tuy cháu đã dần bình phục, nhưng hàng tháng con tôi vẫn phải chạy chữa. Nhìn ước mơ của các cháu hăng say học tập, tôi nghĩ mình cần phải cố gắng hơn nữa, làm mọi việc để thực hiện ước mơ tương lai của các cháu. Tai nạn khiến em buộc phải bỏ lỡ học kỳ 2 của năm học 2018-2019. Thế nhưng, Ánh Hồng là một cô bé giàu nghị lực. Em cố gắng từng ngày để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Năm học này, em đã quyết tâm quay trở lại trường lớp, cố gắng bắt nhịp với bè bạn. Em khao khát cháy bỏng được viết tiếp ước mơ học tập còn đang dang dở của mình. Cùng với sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, gia đình và xã hội, mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đồng hành với em trên con đường viết tiếp những giấc mơ cầu vồng. Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện. Tạm biệt tổ ấm tuy còn vất vả, nhưng tràn đầy tình yêu thương của gia đình em. Từ Ánh Hồng, cuộc hành trình đi tìm kiếm những giấc mơ cầu vồng sẽ tiếp tục tới với ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong xã Hương Mỹ, huyện Thanh Oai của mẹ con em Hoàng Thị Dậu. Em Hoàng Thị Dậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia cảnh vô cùng nghèo khó. Từ bé, em đã lớn lên nhờ tình yêu thương của mẹ, thiếu vắng đi sự vỗ về, che chở của cha. Trước đây gia đình hoàn cảnh nhà tôi cũng gặp nhiều khó khăn, không may là chồng tôi bị bệnh tai nạn qua đời, lúc đấy mất đi một sự trụ cột của gia đình, tôi hoàn toàn là không còn sức để mà sống nữa. Thì hai đứa con còn nhỏ, tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi nhìn thấy hai đứa con, tôi cố gắng vừa làm cha vừa làm mẹ để cho hai cháu dựa vào. Thì hoàn cảnh gia đình khó khăn lại càng khó khăn thêm. Không may thời gian gần đây tôi lại mắc cái bệnh tim. Làm thì không làm được nhiều, mà cấy ruộng bị bệnh tật lắng nôi không ra được đồng. Và bây giờ của hai đứa cháu nó vẫn còn đang dở dang đi học. Và tôi cố, tôi nghèo khổ vất vả nhưng cố để cho con nó đi học đến nơi đến chốn. Đời mình đã vất vả, đã khổ rồi. Thì thôi bây giờ cho các cháu nó đi học để thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Bây giờ chả biết làm thế nào thì các cháu nó nhớ thôi. Và động viên mình nhìn các cháu để còn sống tiếp. Bây giờ tôi chả mong gì hơn, chỉ mong mình có sức khỏe để cho các cháu nó dựa vào. Mẹ dành hết tuổi xuân vì con, mẹ dành những chăm lo tháng ngày, mẹ dành bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ chật chội, dưới cái nắng oi ả của một ngày đầu hè, tiếng học bài của Dậu vẫn vang lên đều đều. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Cái nghèo, cái khó chẳng thể nào ngăn được khát khao học tập. Những tấm giấy khen chính là minh chứng cho nghị lực vươn lên khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Nụ cười và tình yêu thương của mẹ chính là động lực để Dậu mạnh mẽ trong cuộc sống. Vì em biết, mình chính là hy vọng của mẹ, là ánh sáng cuộc đời của cha. Để không phụ lòng mẹ bao công với lại con thì con sẽ cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn này. Con mong mẹ thật có thật nhiều sức khỏe để bên cạnh chúng con mãi mãi là chỗ dựa cho hai anh em con. Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng nghĩ đến các con, người mẹ ấy dường như lại có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả. Nụ cười rạng rỡ và tình yêu thương vô bờ bến vẫn hiện diện trên gương mặt của hai mẹ con. Mặc cho ước mơ về một tương lai phía trước vẫn còn đang bỏ ngỏ, cuộc sống sau này có thể còn vất vả hơn nữa,
nhưng tiếng cười, tình yêu thương sẽ là động lực để ba mẹ con vượt qua mọi khó khăn. Nếu cuộc sống của mình hôm nay có gặp khó khăn hay bất kỳ trở ngại gì thì ngày mai nó sẽ tươi đẹp như màu hồng. Và còn nhiều hơn nữa, những búp măng non có hoàn cảnh vất vả khó khăn, nhưng với sự chung tay của nhà trường và của toàn xã hội, hy vọng rằng những ước mơ, những khát khao về một tương lai tốt đẹp của các em sẽ được nối dài, sẽ sớm trở thành hiện thực. Rồi cầu vồng sẽ xuất hiện rực rỡ, tươi vui, chính như những ước mơ đẹp đẽ mà các em viết nên cho đời. Kính thưa quý vị, đây chỉ là hai trong số rất nhiều những câu chuyện về mảnh đời còn khó khăn. Và những lúc này, chỉ một sự sẻ chia dù nhỏ của cộng đồng nhưng cũng vô cùng đáng quý đối với các em. Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều những tổ chức, cá nhân, những đơn vị luôn đồng hành cùng Hội đồng đội thành phố Hà Nội với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ các em thiếu nhi vượt qua những khó khăn. Và trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay, Hội đồng đội thành phố dành tặng 10 suất quà cho 10 em thiếu nhi vượt khó học tốt. Mỗi phần quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt, một suất học bổng tiếng Anh toàn phần của trung tâm EMIS English trị giá 18 triệu đồng cùng nhiều quà tặng khác. Xin mời các em có tên sau lên sân khấu để nhận những phần quà ý nghĩa của Hội đồng đội thành phố. Xin mời em Đặng Nguyễn Nhật Lam, trường tiểu học Tô Hiệu, huyện Thường Tín. Em Từ Ánh Hồng, trường trung học cơ sở Hà Hội, huyện Thường Tín. Em Trần Ngọc Trinh, trường tiểu học Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Em Nguyễn Thị Như Nguyệt, trường tiểu học Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Em Bùi Hà Tân Tiến, trường tiểu học Tam Hưng, huyện Thanh Oai. Em Hoàng Thị Dầu, trường trung học cơ sở Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai. Em Nguyễn Tấn Tài, trường tiểu học Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Em Đào Kiều Long Nhật, trường tiểu học Văn Đức, huyện Gia Lâm. Em Huỳnh Phương Thảo, trường trung học cơ sở Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Em Nguyễn Đức Trung, trường trung học cơ sở Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Và sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội và chị Vũ Việt Mai, trưởng phòng Marketing hệ thống Anh ngữ quốc tế Amis English sẽ lên trao những phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi. Xin trân trọng kính mời. Dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em học sinh đã nhận những phần quà ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý và các em học sinh. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua, với mong muốn các em thiếu nhi có những ngày nghỉ ở nhà phòng chống dịch COVID-19 thật ý nghĩa, đồng thời giúp các em hiểu sâu sắc hơn về nếp sống văn hóa của người Hà Nội, kế thừa, phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc bất khuất, kiên cường, đoàn kết một lòng, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích. Hội đồng đội thành phố Hà Nội đã triển khai tổ chức các cuộc thi trực tuyến được đông đảo thiếu nhi hưởng ứng tham gia. 1. Cuộc thi Chiến sĩ nhí thủ đô phòng chống COVID-19. Đầu tiên, ban tổ chức xin được công bố giải cuộc thi Chiến sĩ nhí thủ đô phòng chống COVID-19
Xin mời các em thiếu nhi đại diện cho 27 đơn vị tham gia cuộc thi cùng lên sân khấu. Tổ chức xin được chúc mừng em Nguyễn Đỗ Thục Phương, học sinh trường tiểu học Nguyễn Siêu, quận Cầu Giấy, đã đạt giải chuyên đề thí sinh có khả năng thuyết trình diễn xuất tốt nhất. Em Nguyễn Hà My, trường tiểu học Trúc Sơn A, huyện Chương Mỹ, đạt giải chuyên đề bài dự thi có nội dung sáng tạo nhất. Em Phạm Phương Thủy, em Nguyễn Gia Hưng, em Lương Đỗ Tường Nhi, trường tiểu học Ái Mộ A, quận Long Biên, đạt giải chuyên đề bài thuyết trình có hiệu ứng hỗ trợ tốt nhất. Xin mời các em có tên trên sẽ bước lên một bước để nhận những phần quà từ ban tổ chức. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Thứ Mười, hiệu trưởng trường đội Lê Duẩn, phó chủ tịch hội đồng đội thành phố, sẽ lên trao giải chuyên đề cho các thí sinh. Xin được chúc mừng các em đã đạt giải chuyên đề của cuộc thi. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thứ Mười. Và tiếp theo, ban tổ chức xin được mời các em có tên sau sẽ bước lên phía trước. Nhóm thí sinh tham dự gồm em Vũ Nhi, Thục Linh, Ngọc Dung, trường trung học cơ sở Thạch Bàn, Cung Thiếu Nhi, Hà Nội. Em Nguyễn Phương Linh, trường tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân. Em Nguyễn Thị Ngọc Anh, trường trung học cơ sở Vĩnh Hưng, huyện Thanh Oai. Em Phạm Thị Mỹ Uyên, Bùi Quỳnh Chi, Vũ Hải Ánh, trường trung học cơ sở Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ. Em Lương Linh Chi, trường trung học cơ sở thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên. Em Dương Bảo Trâm, trường trung học cơ sở Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức. Em Phạm Phương Linh, trường trung học cơ sở Nguyễn Thượng Hiền, huyện Ứng Hòa. Em Nguyễn Duy Hiếu, Nguyễn Tấn Bảo, trường trung học cơ sở Tiên Dược, huyện Sóc Sơn. Em Trần Thu Huyền, trường trung học cơ sở Tân Lập, huyện Đan Phượng. Em Trương Thị Thanh Thảo, trường trung học cơ sở Ngọc Hồi, huyện Thường Tín. Nhóm thí sinh em Đỗ Minh Quân, Phạm Đức Lợi, trường tiểu học Hồng Vân, huyện Thường Tín. Em Cao Hà Linh, trường trung học cơ sở Đống Đa, quận Đống Đa. Em Nguyễn Khải Nguyên, trường tiểu học Mậu Lương, quận Hà Đông. Em Trương Vũ Thảo My, trường tiểu học Quảng An, quận Tây Hồ. Em Trần An Thư, trường trung học cơ sở Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Em Lại Kim Ngân, trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Sơn Tây. Em Minh Trang, trường trung học cơ sở Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Em Nguyễn Gia Bảo Ngọc, trường tiểu học Thực Nghiệm, quận Ba Đình. Và xin chúc mừng các em đã đạt giải khuyến khích của cuộc thi. Và ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Bùi Thị Lan Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban công tác thiếu nhi thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội thành phố Hà Nội, lên trao giải khuyến khích cho các em thí sinh. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em học sinh đã giành giải khuyến khích của cuộc thi Chiến sĩ nhí thủ đô phòng chống Covid-19. Xin được cảm ơn các đồng chí và cảm ơn các em. Giải ba của cuộc thi ngày hôm nay đã thuộc về các em thí sinh sau. Và xin mời các em sẽ bước lên hai bước. Em Nguyễn Thị Huyền Trang, trường trung học cơ sở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Em Nguyễn Hoài Anh, trường tiểu học Lương Yên, quận Hai Bà Trưng. Em Vũ Thị Nhật Ánh, trường tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Xin mời các em thí sinh đạt giải ba sẽ bước lên phía trước để nhận giấy chứng nhận và quà của ban tổ chức. Và xin trân trọng giới thiệu, kính mời đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội lên trao giải ba cho các thí sinh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Chúc mừng các em thí sinh đã đạt giải ba của cuộc thi. Xin trân trọng cảm ơn đại biểu, xin trân trọng cảm ơn em học sinh. Và tiếp theo, ban tổ chức sẽ trao giải nhì của cuộc thi. Giải nhì đã thuộc về các thí sinh. Em Nguyễn Nhã Thanh, trường tiểu học Lê Hữu Tự, huyện Đông Anh. Em Nguyễn Bích Ngọc, trường tiểu học Ba Trại A, huyện Ba Vì. Xin mời các em thí sinh đạt giải nhì sẽ bước lên phía trước. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố. Sẽ lên trao giải nhì cho các thí sinh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu và cảm ơn các em học sinh. Và kính thưa quý vị, giải nhất của cuộc thi ngày hôm nay, cuộc thi Chiến sĩ nhí thủ đô phòng chống Covid-19 đã thuộc về nhóm thí sinh em Nguyễn Thùy Linh, em Vũ Tất Phàm và em Nguyễn Minh Châu, học sinh trường trung học cơ sở Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Xin mời các em thí sinh đạt giải nhất sẽ bước lên phía trước để nhận giấy chứng nhận và quà của ban tổ chức. Và sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Thái An, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội Trung ương sẽ lên sân khấu để trao giải nhất cho các thí sinh. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng giải nhất của cuộc thi Chiến sĩ nhí thủ đô phòng chống Covid-19. Xin được cảm ơn đồng chí và xin chúc mừng các em. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và chúc mừng các thí sinh đã đạt giải cuộc thi Chiến sĩ nhí thủ đô phòng chống Covid-19. Kính thưa quý vị, các em học sinh thân mến, cuộc thi Hà Nội trong em được Hội đồng đội thành phố phát động và tổ chức từ ngày 3 tháng 4 năm 2020 đến ngày 24 tháng 4 năm 2020 đã nhận được sự tham gia của đông đảo các em thiếu nhi thủ đô, sự ủng hộ tích cực của nhà trường và gia đình đã làm nên thành công của cuộc thi. Cuộc thi đã được triển khai với 3 nội dung: thi vẽ tranh về thủ đô Hà Nội, thi thuyết trình về những danh lam thắng cảnh con người Hà Nội,
khi bình luận về câu ca dao: chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được công bố giải cuộc thi Hà Nội Trong Em và xin mời các em thiếu nhi tham gia cuộc thi sẽ bước lên sân khấu. Thưa quý vị, ở nội dung vẽ tranh, ban tổ chức đã nhận được gần 20.000 bức tranh dự thi của các em thiếu nhi. Có rất nhiều bài vẽ rất ngây thơ, ngộ nghĩnh, nhưng có những bài rất công phu, đầu tư, sử dụng màu vẽ chất lượng được ban giám khảo đánh giá cao. Và đầu tiên, ban tổ chức xin được trao giải chuyên đề. Ban tổ chức xin được chúc mừng em Nguyễn Phương Ngân, học sinh lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Nguyễn Phong Sắc, quận Hai Bà Trưng, đã đạt giải chuyên đề tác phẩm sử dụng màu vẽ thành thạo nhất. Và xin mời các em có tên, chúng ta sẽ tiến lên một bước. Em Đào Phú Bình, lớp 9A5, trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, đạt giải chuyên đề tác phẩm có ý tưởng sáng tạo nhất. Em Đặng Hà Ngân, lớp 9A, trường Trung học cơ sở Giáp Bát, quận Hoàng Mai, đạt giải chuyên đề tác phẩm được yêu thích nhất trên mạng xã hội. Và xin mời các em có tên sẽ bước lên một bước để nhận phần quà của ban tổ chức. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Kiều Cao Trinh, Phó trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ lên trao giải nội dung thi vẽ tranh cuộc thi Hà Nội Trong Em. Một tràng pháo tay để chúc mừng các em học sinh đã đạt giải chuyên đề của cuộc thi Hà Nội Trong Em. Và xin mời các em, chúng ta sẽ quay trở về hàng. Tiếp theo, ban tổ chức xin được mời các em có tên sau sẽ bước lên phía trước. Em Đỗ Tường Vi, học sinh lớp 6A7, trường Trung học cơ sở Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Em Bùi Vũ Thái Dương, lớp 9C, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy. Em Vũ Quỳnh Anh, học sinh lớp 6A1, trường Trung học cơ sở Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Em Chu Bảo Thanh, lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Phú La, quận Hà Đông. Em Vũ Minh Châu, lớp 8A6, trường Trung học cơ sở Thanh Liệt, quận Hà Đông. Em Vũ Mai Phương, lớp 6Y, trường Trung học cơ sở Thạch Bàn, quận Long Biên. Em Dương Hồng Hải, lớp 6A4, trường Trung học cơ sở Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây. Em Trần Phan Bảo Anh, lớp 6A9, trường Trung học cơ sở Thành Công, quận Ba Đình. Em Hà Duy Hưng, lớp 33, trường Tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy. Và em Dương Hoàng Mai, lớp 9A3, trường Trung học cơ sở Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Và xin được chúc mừng các em đã đạt giải 3, nội dung thi vẽ tranh cuộc thi Hà Nội Trong Em. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Quang Đại, Giám đốc Cung Thiếu Nhi Hà Nội sẽ lên trao giải 3 cho các thí sinh. Xin trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn đại biểu và chúc mừng các em thí sinh đã đạt giải ba của cuộc thi Hà Nội trong em, và xin mời các em lùi lại phía sau. Tiếp theo, ban tổ chức xin được tiếp tục trao giải nhì của cuộc thi. Giải nhì của cuộc thi nội dung vẽ tranh cuộc thi Hà Nội trong em đã thuộc về các thí sinh: em Nguyễn Hương Thảo, lớp 3B trường tiểu học Nguyễn Trãi, quận Hà Đông; em Phương Nguyệt Ánh, lớp 9A trường trung học cơ sở Minh Trí, huyện Sóc Sơn; em Nguyễn Minh Quang, lớp 7A4 trường trung học cơ sở Trung Văn, quận Nam Từ Liêm; em Ngô Khánh Vân, lớp 7A1 trường trung học cơ sở Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm; và em Nguyễn Minh Khuê, lớp 4C trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình. Và ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội lên trao giấy chứng nhận và quà cho các thí sinh đạt giải nhì. Chúc mừng các em thí sinh đã đạt giải nhì của cuộc thi. Xin trân trọng cảm ơn đại biểu. Và kính thưa quý vị, giải nhất nội dung vẽ tranh của cuộc thi Hà Nội trong em ngày hôm nay đã thuộc về thí sinh Nguyễn Phương Linh, lớp 8A, trường trung học cơ sở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Xin mời em bước lên phía trước để nhận giấy chứng nhận và quà của ban tổ chức. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Chu Hồng Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn sẽ lên sân khấu để trao giải nhất cho em. Xin được chúc mừng em Nguyễn Phương Linh đã đạt giải nhất nội dung thi vẽ tranh của cuộc thi Hà Nội trong em. Xin được trân trọng cảm ơn và một lần nữa xin được chúc mừng các em. Kính thưa quý vị, đến với Hà Nội nay, hầu như ai cũng có ấn tượng về một thành phố đông đúc chật hẹp. Nhưng chắc chắn ai cũng biết rằng còn đó một Hà Nội xưa mang trong mình vẻ thanh lịch với văn hóa truyền thống, tinh tế, lối sống được dưỡng thành từ những tâm hồn yêu cái đẹp, sống bình dị và thiện lương thuần phát mà không kém phần đài các kiêu sa. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Hai câu ca dao dưới ngòi bút của các em học sinh Hà Nội hiện lên thật bình dị và thân thương. Sau đây, ban tổ chức xin công bố hai giải thưởng về chuyên đề. Bài bình luận trình bày đẹp nhất. Xin được chúc mừng em Nguyễn Quốc Bảo, học sinh lớp 5A3 trường tiểu học Yên Sở, quận Hoàng Mai. Bài bình luận được yêu thích nhất trên mạng xã hội thuộc về em Đặng Trần Phương Linh, học sinh lớp 7N trường trung học cơ sở Tiên Dược, huyện Sóc Sơn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thứ Mười, hiệu trưởng trường Lê Duẩn, phó chủ tịch hội đồng đội thành phố lên trao giải nội dung bình luận câu thơ. Chuyên đề. Xin cảm ơn đại biểu và xin mời em sẽ lùi lại phía sau. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trao giải ba thuộc về các thí sinh sau: em Nguyễn Bảo Yến, lớp 5A3 trường tiểu học Yên Sở, quận Hoàng Mai; em Nguyễn Thị Dung, lớp 9B trường trung học cơ sở Dương Xá, huyện Gia Lâm; em Dương Mai Tuệ Khánh, lớp 6A3 trường trung học cơ sở Văn Quán, quận Hòa Đông. Xin được chúc mừng các em đã đạt giải ba nội dung bình luận của cuộc thi Hà Nội trong em, và ban tổ chức xin trân trọng
giới thiệu, đồng chí Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn sẽ lên trao giải ba cho các em. Phan Thị Diễm Liên nhất. Hà Nội, con người Hà Nội trở nên đẹp hơn bao giờ hết qua những clip dự thi của các em. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được chúc mừng các em. Em Đặng Thị Minh Châu, học sinh lớp 3A trường tiểu học Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã đạt giải chuyên đề tác phẩm có hiệu ứng bổ trợ tốt nhất. Em Nguyễn Nhật Minh Anh, học sinh lớp 5A3 trường tiểu học Thịnh Quang, quận Đống Đa đã đạt giải chuyên đề tác phẩm được yêu thích nhất trên mạng xã hội. Và xin mời các em sẽ bước lên sân khấu. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội thành phố Hà Nội sẽ lên trao giải nội dung thuyết trình. Giải 3 gồm các em có những tên sau. Em Nguyễn Hồ Thùy Linh, lớp 5A1 trường tiểu học Sa Thủy, quận Long Biên. Em Phan Hoàng Thảo Nguyên, lớp 5A3 trường tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân. Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, lớp 6A6 trường trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Thanh Trì. Và em Nguyễn Ngọc Đan Khanh, trường trung học cơ sở Cầu Giấy. Và sau đây, xin mời đồng chí Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng cho các em.
mừng các em thí sinh đã đạt giải 3 của cuộc thi. Và tiếp theo, ban tổ chức xin được trao giải nhì. Giải nhì của cuộc thi đã thuộc về các thí sinh em Nguyễn Hà Lan, lớp 5A4, trường tiểu học Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Em Nguyễn Phương Ngân, lớp 4A2, trường tiểu học Lê Văn Tám, quận Hai Bà Trưng. Và xin mời các em thí sinh đạt giải nhì sẽ bước lên phía trước để nhận giấy khen và quà của ban tổ chức. Và sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Hồ Minh Tâm, trưởng phòng đoàn thể Ban Dân vận Thành ủy sẽ lên chân sân khấu để trao giải nhì cho các thí sinh. Xin trân trọng cảm ơn đại biểu và chúc mừng các thí sinh đã đạt giải nhì cuộc thi Hà Nội trong em. Và sau đây, ban tổ chức xin được trao giải nhất nội dung thi thuyết trình của cuộc thi Hà Nội trong em ngày hôm nay đã thuộc về thí sinh. Xin được chúc mừng em Đinh Thị Trà My, lớp 4A, trường tiểu học Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm. Và sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thái An, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương sẽ lên sân khấu để trao phần thưởng cho các em. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em thí sinh đã đạt giải trong cuộc thi Hà Nội trong em do Hội đồng đội thành phố triển khai và tổ chức trong thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và các em thiếu nhi. Cảm ơn các em thiếu nhi. Kính thưa quý vị, với sự thành công từ đợt 1 tổ chức cuộc thi Hà Nội trong em, ban tổ chức tiếp tục tổ chức cuộc thi Hà Nội trong em đợt 2 từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020 với hy vọng chương trình sẽ tiếp tục là sân chơi ý nghĩa, thiết thực của thiếu nhi thủ đô. Các em học sinh đạt giải khuyến khích của cuộc thi sẽ được ban tổ chức chuyển lại quà tặng qua hội đồng đội các quận, huyện, thị xã. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và các em học sinh thân mến, giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác, có nhiều cống hiến trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Qua nhiều năm triển khai, bên cạnh việc động viên, cổ vũ, tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn và đông đảo đoàn viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu trưởng thành và đóng góp trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, cũng như góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giải thưởng đã thực sự trở thành diễn đàn để cán bộ đoàn, đoàn viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thiếu nhi thủ đô. Năm 2020, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định vinh danh 82 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc. Trong đó, thành phố Hà Nội có 3 cán bộ đoàn vinh dự nhận giải thưởng này. Và ngay sau đây, ban tổ chức sẽ tuyên dương và trao giải thưởng cao quý Lý Tự Trọng cho 3 cá nhân tiêu biểu đạt giải của thủ đô Hà Nội. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chào đón lên sân khấu 3 đồng chí cán bộ đoàn tiêu biểu thủ đô là một trong những cá nhân xuất sắc được trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Ánh, Phó Bí thư Đoàn xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa. Đồng chí Nguyễn Hoàng Chí Linh, Bí thư chi đoàn Đại Kim Định Công 1, quận Hoàng Mai. Đồng chí Lưu Hữu Đức, Bí thư đoàn Thanh niên Học viện Tài chính. Và sau đây,
ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Thành ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội lên sân khấu trao tặng giải thưởng cao quý Lý Tự Trọng năm 2020 cho 3 cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu của thủ đô. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng 3 đồng chí cán bộ đoàn xuất sắc của thủ đô. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trở thành đại dịch trên toàn thế giới, Đoàn Thanh niên thành phố đã kịp thời điều chỉnh phương thức tổ chức và quy mô các hoạt động của Đoàn Thanh niên các cấp trong tháng thanh niên năm 2020 với tinh thần xung kích, sáng tạo, đã và đang vào cuộc kịp thời, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tiên phong của tuổi trẻ thủ đô với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả ấn tượng. Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội là một trong những đơn vị được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức các hoạt động tháng thanh niên trong năm 2020. Và để đạt được những kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của các cơ sở đoàn trực thuộc. Để ghi nhận các công trình, mô hình tập thể có thành tích nổi bật trong hoạt động tháng thanh niên năm 2020, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội quyết định khen thưởng 6 công trình mô hình và 29 tập thể tiêu biểu. Và sau đây, ban tổ chức xin chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện 6 công trình mô hình tiêu biểu được tuyên dương. Xin trân trọng kính mời công trình buồng khử khuẩn chống COVID-19 do nhóm kỹ sư công ty PT Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, khối doanh nghiệp Hà Nội. Công trình đồng hành cùng thủ đô phòng chống dịch COVID-19 do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội. Công trình của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Công trình Con đường hoa Thanh niên Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Công trình Máy bơm dung dịch sát khuẩn tự động của Trường Đại học Công nghệ Hà Nội. Công trình Máy xịt khử khuẩn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quận Tây Hồ. Và sau đây, xin mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban chấp hành Phó trưởng Ban công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn sẽ lên tặng bằng khen cho các công trình mô hình có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2020. Chúc mừng 29 tập thể có thành tích nổi bật trong tháng thanh niên năm 2020 được Thành đoàn Hà Nội tặng bằng khen. Tại lượt đầu tiên, ban tổ chức xin chúc mừng và mời lên sân khấu các đơn vị sau. 1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thạch Thất. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đại Đồng huyện Thạch Thất. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Sơn Tây. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quận Hoàn Kiếm. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quận Tây Hồ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quận Hoàng Mai. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quận Ba Đình, quận Hà Đông, huyện Ứng Hòa, huyện Thường Tín,
huyện Đông Anh, huyện Phú Xuyên và huyện Ba Vì. Tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn, đồng chí Hồ Minh Tâm, Trưởng phòng Đoàn thể Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội sẽ lên sân khấu để trao bằng khen cho các đơn vị. Cảm ơn các quý vị đại biểu. Lượt tiếp theo, ban tổ chức xin chúc mừng và mời lên sân khấu các đơn vị sau: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao, thành phố Hà Nội. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, VNPT Hà Nội. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hà Nội. Ban Thanh niên Phụ nữ Công đoàn, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô. Xin được chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, đội hình hỗ trợ công tác kiểm dịch tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khoa quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Mỏ địa chất, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Trường Đại học Mở Hà Nội và đội hình tình nguyện chống dịch Đại học Y Hà Nội. Và sau đây, xin mời lên sân khấu đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội sẽ lên trao bằng khen cho các đơn vị. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những kết quả đã đạt được của các đơn vị cũng như Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội trong tháng thanh niên đặc biệt vừa qua.
bay lượn theo bước chân em đi tới trường. Trời cao trong sáng, nhìn đất nước đôi mái muôn màu. Mùa xuân đã đến, mang cho chúng em bao hy vọng. Nhờ có công ơn cách mạng, mới có hôm nay sáng ngời. Đời đời ghi nhớ ơn Đảng Cộng sản Việt Nam, nhớ ơn cách mạng và Bác Hồ. Cùng tiến bước dưới cờ hát ca xây dựng tổ quốc ta sáng ngời. Chúc em mau trưởng thành, tương lai đang đón chờ tay em và noi theo bước đàn anh. Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh. Bầy chim non hót ca vang, đang bướm lượn tung tăng bay lượn theo bước chân em đi tới trường. Trời cao trong sáng, nhìn đất nước đổi mới muôn màu. Mùa xuân đã đến, mang cho chúng em bao hy vọng. Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội đến đây là kết thúc. Phần 2 của chương trình hôm nay